Giê-xu sai 12 tông đồ đi giảng. Mát-thêu chương 10. Dọc đường, hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền sắt lưng. Đi đường đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Nếu người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy rũ bụi chân lại. Thầy bảo thật anh em, trong ngày phán xét, đất Sơ-đôm và Gô-mô-ra còn được sự khoan hồng hơn thành đó. Trước khi sai các tông đồ lên đường truyền giáo, Thầy Giê-xu đã dặn dò họ nhiều điều. Họ được sai đến với ai? Với những đồng bào của họ là người Israel. Sau này họ mới được sai đến với nhân ngoại và mọi dân tộc. Họ đến để làm gì? Rao giảng về nước trời gần đến, chữa bệnh, quảng sinh kẻ chết, khử trừ ma quỷ ra khỏi lòng người. Họ đến để đem lời chúc bình an cho những ai mở lòng lãnh nhận. Họ không nên mang theo những gì? Tiền vàng, bạc hay đồng để dắt lưng, bao bị để đựng đồ, hai áo để thay đổi, giày dép để bảo vệ đôi chân, cả chiếc gậy vừa để đi đường xa, vừa để phòng nguy hiểm. Cách hành xử của họ cũng được Thầy nói rõ. Họ làm mọi việc mà không đòi bất cứ điều gì để trả công. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Họ đã nhận được nước trời như một món quà. Họ cũng muốn trao đi như một quà tặng. Điều duy nhất họ mong là được người ta lo cho thức ăn, chỗ ở. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi nghe lời dặn dò của Thầy Giê-xu, chúng ta thấy ngay mẫu người tông đồ mà Thầy mơ ước. Đó là con người bị cuốn hút bởi những bận tâm về nước trời, nên siêu thoát khỏi mọi vướng bận trần tục. Nước trời phong phú và giàu có đủ làm họ mãn nguyện, nên họ coi nhẹ chuyện ở, chuyện mặc, chuyện ăn. Chính lối sống đơn sơ giản dị, thậm chí thiếu thốn của họ là một lời chứng về những vị trên cao. Họ cũng phải chấp nhận mình có thể bị từ chối, không được đón tiếp. Một thành, một làng hay một nhà có thể không chấp nhận tin mừng, và họ phải khiêm tốn tìm đến nơi thuận lợi hơn.
Các tông đồ thế kỷ 21 hẳn không thể sống theo nghĩa đen những lời trên đây, nhưng cũng không được gạt bỏ tinh thần mà Đức Giê-xu vẫn muốn ta giữ mãi. Nhẹ nhàng, thanh thoát, khó nghèo, phó thác, không tính toán lợi danh. Gieo rắc niềm vui và an bình, chữa lành và giải phóng con người khỏi nô lệ. Và trên hết là một lòng yêu mến Thiên Chúa nồng nàn. Và một lòng yêu thương cháy bỏng đối với đoàn chiên dứt dưỡng bơ vơ. Đó vẫn là hành trang muôn thuở của người tông đồ qua mọi thời đại. Thời nay, người tông đồ được trang bị nhiều phương tiện hiện đại với những cơ sở vững vàng, với sự vốn ổn định, với tri thức bằng cấp đầy đủ. Những điều đó vẫn không khiến chúng ta bỏ rơi tinh thần của Thầy Giê-xu. Bởi lẽ, mất tinh thần của Thầy, chúng ta chẳng còn là tông đồ nữa. Thánh Francisco Assisi đã bị đánh động khi đọc đoạn tin mừng này, và Ngài đã muốn đưa giáo hội trở lại với lối sống nghèo khó. Rất có thể việc truyền giáo của chúng ta ở châu Á chưa có kết quả, chỉ vì chưa có những tông đồ dám sống triệt để lời dặn dò của Thầy Giê-xu. Mà lời dặn dò của Thầy lại rất hợp với tinh thần của người châu Á. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ánh sáng đức tin để nhận ra Chúa hôm nay và hằng ngày nơi khuôn mặt khốn khổ của tất cả những người bị thử thách, những kẻ đói không chỉ vì thiếu của ăn nhưng vì thiếu lời Chúa, những kẻ khác không chỉ vì thiếu nước nhưng còn vì thiếu bình an, sự thật, công bằng và tình thương. Những kẻ vô gia cư không chỉ tìm kiếm một mái nhà nhưng còn tìm một con tim hiểu biết, yêu thương. Những kẻ bệnh hoạn và hấp hối không chỉ trong thân xác nhưng còn trong tinh thần nữa, bằng cách thực thi lời hy vọng này: điều mà ngươi làm cho người bé mọn nhất trong anh em là làm cho chính ta. Ngày 11 tháng 7, Thánh Benedict of Nursia, sinh năm 480, mất năm 547. Thánh Benedict of Nursia, thật đáng tiếc là không ai viết nhiều về một vị đã thể hiện biết bao kỳ công ảnh hưởng đến nếp sống đan viện Tây Phương. Thánh Benedict được đề cập đến nhiều trong các đối thoại của Thánh Gregorio cả sau khi Ngài qua đời khoảng 50 năm,
nhưng sau đó chỉ là các sơ thảo của biết bao điều kỳ lạ trong đời thánh nhân. Ngài sinh năm 480 trong một gia đình lỗi lạc ở Nursia, Umbria thuộc miền trung nước Ý. Ngài là anh em song sinh cùng với nữ thánh Scholastia, theo học tại Roma, và ngay từ khi còn trẻ, Ngài đã thích đời sống đan diện. Lúc đầu, Ngài là một vị ẩn tu sống trong một cái hang ở Subiaco, xa lánh thế giới nhiều chán nản mà lúc bấy giờ giặc ngoại giáo đang lan tràn. Giáo hội bị phân chia bởi ly giáo, dân chúng đau khổ vì chiến tranh, đạo lý ở mức độ thấp nhất. Sau đó không lâu, Ngài thấy không thể sống cuộc đời ẩn dật ở thành phố, dù lớn hay nhỏ, do đó Ngài đi lên núi cao, sống trong một cái hang và ở đó 3 năm. Trong một thời gian, một số đan sĩ chọn Ngài làm vị lãnh đạo, nhưng họ cảm thấy không thể theo được sự nghiêm ngặt của Ngài. Tuy nhiên, lúc đó là lúc Ngài chuyển từ đời sống ẩn tu sang đời sống cộng đoàn. Ngài có sáng kiến quy tụ các nhánh đan sĩ khác nhau thành một đại đan diện, đem lại cho họ lợi ích của sự hợp quần, tình huynh đệ và luôn luôn thờ phượng dưới một mái nhà. Sau cùng, Ngài khởi công xây dựng một đan diện nổi tiếng thế giới ở núi Cassino, cũng là nơi phát sinh dòng Benedict. Cũng từ đó, một quy luật từ từ được hình thành nói lên đời sống cầu nguyện phục vụ, học hỏi, lao động chân tay và sống với nhau trong một cộng đồng dưới một cha chung là đan diện trưởng. Sự khổ hạnh của Thánh Benedict được coi là chừng mực và đời sống bác ái của Ngài được thể hiện qua sự lưu tâm đến những người chung quanh. Trong thời Trung Cổ, tất cả các đan diện ở Tây Phương dần dà sống theo quy luật Thánh Benedict. Thánh nhân qua đời ngày 21 tháng 3 năm 547 tại Monte Cassino, nước Ý. Thánh nhân được cho an táng trong một ngôi mộ với em gái của mình là thánh nữ Scholastia dưới bàn thờ chính của đan diện Monte Cassino, nước Ý. Thánh tích của thánh nhân hiện đang được giữ tại đan diện Monte Cassino, một phần tại đan diện Saint-Benoît-sur-Loire tại Fury, nước Pháp. Lễ mừng kính Ngài vào ngày 11 tháng 7 theo nghi lễ Roma, còn dòng biển Đức thì cử hành kính lễ vào ngày 21 tháng 3 hàng năm để kỷ niệm ngày thánh nhân qua đời. Lời bàn. Giáo hội được nhiều ơn ích qua sự tận tụy của dòng thánh Benedict về phục vụ. Không chỉ qua các nghi thức phong phú được cử hành hiện nay, nhưng còn các nghiên cứu học thuật của các phần tử trong dòng. Đôi khi, phục vụ bị lầm lẫn với nhạc đời, với trống đàn đầy nhịp điệu kích động. Chúng ta phải biết ơn những người đã duy trì và thích ứng truyền thống đích thực về thờ phượng trong giáo hội. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa và Mẹ Maria.